Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn về một chiếc máy hàn tự động đẩy thiếc 375. Ở đây trên màn hình các bạn đang theo dõi là chiếc máy hàn và các phụ kiện nó kèm theo. Mình sẽ giới thiệu qua. Đây là tay hàn. Đặc biệt ở trên tay hàn có thêm cái nút nhấn để mình điều khiển cái động cơ đùn thiếc. Tiếp đến là cấu tạo có thêm một dây. Dây này thì thiếc sẽ được đun ở trong cái dây này ra và ra ở đầu hàn. Tiếp đến là dây nguồn AC. Phụ kiện kèm theo đây. Đó là cái này. Cái này để mình để các cái phụ kiện kèm theo. Đây là cái vít. Rồi. Đây là bảng điều khiển. Đây là núm điều chỉnh về nhiệt độ. Đây là nhân 10 nhé, nhiệt độ nhân 10. Rồi. Tiếp đến là mặt sau. Mặt sau thì có công tắc on off. Đầu hàn 220 và một số cái chức năng khác của máy. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về cái cấu tạo của một cái động cơ để đẩy thiếc. Đây là điều đặc biệt của cái chiếc sản phẩm này. Thì máy hàn này nó có thể tự động đẩy thiếc ra hoặc thu thiếc về nếu như thừa do cái tay điều khiển của mình. Đây, trên nút trên tay có một nút nhấn. Thì lát mình sẽ hàn thử cho các bạn xem. Thiếc sẽ được lắp ở trên này. Rồi, ok, mình sẽ lắp thiếc luôn cho các bạn xem. Ok, tiếp đến là cho thiếc vào. Đấy. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Tay hàn, sẽ cấp nguồn cho tay hàn. Các bạn nhớ chủ khuyết nhé. Rồi, ok. Đây là cái dây mà mình bảo là bỏ thiếc vào. Đây, dây này thì được đun vào đây. Đây có kèm theo một cái tô vít để các bạn vít lại. Ở đây là cái lò xo đẩy để bám thiếc. Đây, các bạn phải đun thiếc vào đây. Đun thiếc vào. Rồi. Thế đến bây giờ mình sẽ bật nguồn cho máy hàn. Sau khi được cấp nguồn thì đèn led sẽ sáng. Ok, ở đây mình để nhiệt độ khoảng tầm 350 nhé. Đây. Thì chiếc máy hàn này nó có một cái công tắc. Thì bây giờ mình nhấn cái nút này. Nhấn nút này. Thì cái động cơ này quay và kéo thiếc vào. Đây các bạn xem nhé. Đấy. Đấy, thiếc đã ra đấy. Rất là tiện lợi. Đấy, thiếc sẽ tự động chảy ra. Đấy. Hàn rất là đều tay. Lượng thiếc ra rất là phù hợp. Cái này thì mình có thể cài đặt được cái lượng thiếc ra. Đấy. Rất là tiện. À.
Vừa rồi nhóm review mới giới thiệu với các bạn về máy hàn tự động đẩy thiếc 375C. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của nhóm review. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy like và subscribe cho nhóm nhé.